Thưa quý vị, dưới tác động của hoàn lưu vùng xoáy thấp cộng thêm gió đông bắc của khối không khí lạnh mới bổ sung và thành phần gió đông của khối không khí biển cũng đang lấn vào. Từ chiều và đêm nay trở đi, các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, tại khu vực Tây Nguyên cũng như là tại khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong đó vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận là vùng có mưa to nhất. Lượng mưa tính từ 19 giờ tối nay đến 19 giờ tối mai sẽ phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100 mm, có một số nơi mưa to trên 150 mm. Các tỉnh thành từ Quảng Ngãi đến Thừa Thiên Huế, khu vực phía đông của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cũng như là tại khu vực Nam Bộ, lượng mưa từ 40 đến 70 mm, một số nơi có mưa to trên 100 mm. Đợt mưa lớn diện rộng này cũng có khả năng gây ra một đợt lũ trên các sông miền Trung Tây Nguyên với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 cho tới 7 m, hạ lưu các sông từ 1 m tới 3,5 m. Đỉnh lũ trên các sông chính từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khả năng lên mức báo động 1 và trên mức báo động 1. Các sông ở khu vực Tây Nguyên, Bình Thuận, sông Ba ở Phú Yên, sông Cái Nha Trang ở Khánh Hòa lên mức từ báo động 1 đến mức báo động 2, có sông trên mức báo động 2. Các sông khác từ Bình Định đến Ninh Thuận lên mức từ báo động 2 đến mức báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và cả khu vực Tây Nguyên. Nền nhiệt ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình trong khoảng 29 đến 31 độ. Khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ trong khoảng 28 đến 30 độ. Các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ cũng chỉ còn từ 26 đến 28 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ dao động từ 29 đến 31 độ. Ở phía Bắc, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ thì vẫn còn có mưa, nhưng diện mưa thì giảm còn ở mức rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 30 mm. Các nơi khác vùng đồng bằng nhiều mây và có sương mù nhẹ. Sang đến ngày mai, miền Bắc mưa giảm, trời nắng, nền nhiệt ngày sẽ ở mức từ 28 đến 31 độ. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, gió lúc cấp 6, giật cấp 7 khiến cho biển động, sóng biển cao từ 1m50 tới 3m. Trong khi ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.